3344. 3344. Chụp lại luôn đi. Này 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 này, em có quay lại này anh Văn nè. Cái tên lại lấy ký đại. Ký đại đấy. Ký đại trong đây. Đúng rồi. Ký lại. Hỏi gì họ tên. Không. Ký tên là khỏi ghi nữa. Rồi sao đây? Có để em trong đó một tờ chưa? Đâu cần, không quan trọng hết, chỉ ký tên là chính tờ, chính tờ là ký tên ở đây. Xong bắt đầu trả tiền mình tờ. Ở đây hết anh Tắng chứ không phải được mấy tờ này nào hết trơn. Giờ 10 tờ nè anh Quang anh ấy đưa tiền hết thôi đi. Ký tên thôi chứ khỏi ghi. Đúng rồi. Chị rút ra đàng hoàng, chị rút vậy nó cắt đó. Chị đẩy ra lại đi. Không ai lấy của chị đâu nè. Đây đưa em. Đây để em. Mà ý là ký ghi họ tên nghe. Ký giống hệt gì đây, ký đại thôi. Chị đẩy chữ ký thôi. Con có ước không nè. Chữ ký thôi. Nè, ký đại vô đây thôi. Rồi, ký đại giữa nè. Ừ, ký đại giống hệt tiếng giữa ngay đây nè chị Tư. Ký đại gì ừ. Rồi, từng tờ rồi. 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 4 rồi đó. Dàn đồ nghề cũng khiếp không? Có cái gì đây? Tao đang đi ở tỉnh xong quay ngược lại luôn đó. Em nói rồi, cái tờ này là chị ghi 10 vé. Tổng cộng 10 vé. Quan trọng gì đâu. Chị ghi đây, tổng rồi, cộng 10 vé. Chị ghi dòng dưới đi, tổng cộng 10 vé cái chị. Tổng. 10 vé, rồi vậy thôi. Rồi đó, là chị đang giao em 10 tờ nè. Đúng rồi đó. Rồi, tiếp tục nè. Đơn giản nhanh gọn lẹ thôi gì đâu. Rồi anh Quang anh sâu đi, rồi lấy cái này sao anh. Chị lấy cái đáy ra đây, mình lấy đi. Tay gung với anh Quang. Đại gung. Chú biết người ta chụp cái mày đó. Rồi để yên nó đi rồi anh Quang sau đi. Cứ để với mình đi đâu quá. Rồi ok. Rồi. Rồi. Dạ. Chính vì mới kêu ký tên vô chỗ khác nó lặn vô tờ là biết được đầu mò. Dạ. Cái tờ này là không có trúng. Không có trúng, đúng không? Nhưng mà thấy chú ngốc cái em hết không? Nói cái gì thế? Cho nên là cái chỗ uy tín là cái chỗ mà dạ. Em quen biết em kêu là như vậy đó. Đúng rồi, em đứng ra thì ok hết không có gì đâu. Cái ngồi đi. Ê, thuốc hồi nãy nè em qua, thuốc nè, thuốc nè em qua. Giờ cái ghế này ra luôn đi. Về cái ghế này ra. Về qua bên đi. Nãy thua, có nãy kiếm được có nhiều thuốc. Cho em cho. Bây giờ cái chỗ nào sáng sáng hơn không? À, đưa cái này đặt nước đã có ăn được chắc rồi. Nãy ngồi là vô trong đi, cho sư phụ sau đi. Ai là người nhận?
để tự qua để em ra coi để em có em cũng có trách nhiệm trong đó anh Quang để không sao đâu cái đây tôi nhận là coi như mười tài rồi đó ở đây là chắc nhận mười tài rồi chắc ăn rồi gì? Ai là người nhận tiền thôi em trong đây em có giấy chứng minh em giữ lại không rồi Lăng là người nhận tiền đúng không Lăng là người nhận tiền trong đây luôn em ơi rồi chị sao gì bây giờ mình cũng tiền cũng để nhiều mình ở đây nè về nè tiếng tác với anh Quang bây giờ nè không anh giao tiền anh sẽ nói cứ chắc ra đi rồi anh giao tiền anh sẽ nói dạ. Anh em mình giao tiền lớn mà mình nói cái là nó dễ hiểu lắm 500 qua 500 đi quá nhiệt tình quá cực khổ luôn á em cũng chúc bạn chơi cũng từ nhỏ lớn á nó cũng nhưng mình rất là an tâm về tới đây tới chung là em chơi cho chung không mình trời ơi chẳng qua là chỗ ông Vũ với cậu ông nói rồi ông nói giờ này đâu có tiền nó đủ mấy trăm tỷ cũng có nữa sao này muốn cái đó 10 tỷ bỏ đi Lăng em sao bây giờ không chịu giao cái số thì sao giao tiền đâu có tiền đang nằm ở đây mà không giao cái số nữa tiền tới đây ở đây ta vô tiền nhà mình rồi 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 không có nói chung là số tiền nó lớn quá thì anh mấy anh cũng đâu cả bên nào cũng sợ lại hết bên nào cũng sợ đem tiền xuống tới đây mà sợ cái gì mình làm ăn lớn mà nhiều lúc con không sợ em ở quê em ở đây với quê nhiều lúc ta sợ mình được lại rồi 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 không sao rồi ai là người nhận tiền nữa thì phải thì mới nói là cầm nghĩa là bắt đầu là giao tiền ai là người nhận tiền đúng không giờ em là chịu trách nhiệm nhận tiền đúng không cái em chứng minh dân đâu rồi lấy bây giờ là cái tiền này là giao cho em là nhận đúng không rồi ok không cả nhà là đồng ý đúng không rồi bây giờ nè tiền là tiền thiệt đúng không có lặn giấy ở trong này bao là bao thiếu tép à bao thiếu bột thiếu tờ đúng rồi bao tiền giả bao tiền gách không bao thiếu tép không bao thiếu tép nha rõ ràng em phải kiểm tép mười tép rồi em vạch cả đây nếu trong ruột mà thiếu tờ anh sẽ chịu trách nhiệm với em rồi, anh là người chịu trách nhiệm với em rồi tiền giả và tiền gách anh chịu trách nhiệm với em rồi, ok rồi nhưng mà em không nói với anh là em thiếu tép đúng rồi đúng rồi tại vì em phải kiểm tép đúng rồi bây giờ anh giao cho em một từ phần rồi tổng cộng một lần anh giao cho em là 10 cây 5 tỷ trước rồi em đếm cho em dạt qua bên bây giờ là qua đây đi nói gì rất là dễ hiểu rồi. Một cây nè hai nè ba nè bốn nè năm nè hai bốn năm là 10 nè rồi bắt đầu em đếm tép em thảy qua đó không chị đừng lụng vô một người nhận thôi tính tình trạng lộn xộn rồi em cứ giặt xè ra là cái tiền này là tiền thiệt chứ không có giấy viết trong này hết xuống tới đây là còn bóc cấp đi về túi câu lấy cái kia bỏ con thê rồi trời tụi em đi đây là em nói thiệt chị là tình cảm lắm á chứ không phải là ấy đâu tại vì cũng biết chứ hỏi chứ mày thứ bảy không làm gì giờ này á ai đâu có tiền mặt này đâu yên tâm đi trời ơi đi rồi. Đây là em nhận tới 5 tỷ nha anh Quang rồi ok đẩy vô sát luôn rồi 2 4 5 rồi tiếp 10
Cộng nhận 5 đó, 10 đó. 10 đúng không? Dạ. Dạ đưa đấy, mình tính 11 tính qua. Đúng rồi, đi qua. 11 luôn đi. 11 lấy đi. Rồi. Đưa lên trên lấy chút về chút cây. Để kiếm cây về cho về rồi, ok. 11. Rồi. Rồi, 12. Từ. Thì là bỏ đảo được nhiều hạt. Đúng rồi. 15 đã bao tiền giả thì dắt rồi nói bao tiền gột luôn, bao trong gột phiếu tờ luôn. Đúng rồi. Nhưng mà không bao phiếu tép. Phiếu kiểm tép thì kiểm tép, tại vì trong tép là nó rất là nặng. Đó. Rồi 15 rồi hả? 17 nào? 17. 17 nào? Rồi kiếm 17 đi, cái lẽ tính sao đi. 17 à, đúng rồi. Rồi 17. 17 đúng không? Rồi em đếm sơ một cái nữa đi. Đúng rồi, chụp hai cái đó lên trên đi, em chụp chụp lại. Cái này nói với anh chị nè, cái này người ta bao hết trơn là tép là ok. Tép là đủ. Có thiếu hay tiền gấp gì người ta chịu lại cho mình hết trơn. Chứ mình đừng có sợ một hai tờ, trong đây có lỡ một nhưng trăm tờ đứng đi, đúng không? Mình thiếu, người ta thiếu một hai tờ, ta vẫn bù lại cho mình. Nói là cái là bù liền. Bù liền. Mình mềm ơi, mình ra ngân hàng điếm lại mà thiếu một hai tờ trong đây người ta sẽ bù liền. Đúng không? Người ta nói trước cho mình để mình hiểu. Để nhiều lúc ở trong đây người ta không hiểu hết anh Quang phải không? Để em nói cái tiền này là tiền ngân hàng không à, yên tâm. Yên tâm, chị yên tâm, bây giờ em điếm tép đúng không? Bây giờ này ngày mai nó 95 tờ ở đây người ta sẽ bù chị tờ lại. Rồi cứ an tâm điều đó. Đúng lọc, ngày kia ngày mai người ta sẽ bù lại 5 tờ cho mình chứ không phải là. Nhưng mà tép thì không chấp nhận. Tép thì này chính tép không? Chính tép là chịu à. Chính tép hàng lăng này chịu. Chính tép hàng lăng này chịu. Đúng. Đúng, chính tép hàng lăng chịu tại vì ngay nãy giờ. Rồi 17 rồi đấy. Đây chục. Đúng chục. Mày chục. Đâu chục. 28. À. Người cái kia là 17, bây giờ đến cái này là 500. 200 nè. 400 nè. 500 nè. 500. 6 nè. 7 nè. 8. Vậy đủ luôn rồi. Đúng rồi. 17 triệu 800. 17 tỷ 800. 17 tỷ 800 triệu. Đúng rồi. Từ từ để đó đi, để đó. Ai đứng vô đưa hai ngón tay qua anh chụp cái bên hầu mình nè, nằm xuống đây nè. Ông rồi đúng rồi, chị tắt đi ha, đi.